Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng việc mở cửa du lịch để phục hồi, vực dậy ngành du lịch, tạo đà bứt phá trong thời gian tới có ý nghĩa cấp thiết. Hỗ trợ phục hồi và đẩy mạnh du lịch là góp phần thiết thực thực hiện các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Để mở cửa du lịch an toàn, hiệu quả, đòi hỏi sự chung tay, phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương và doanh nghiệp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp trong nước với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Hồi trước đây Singapore yêu cầu là cái người sang phải xét nghiệm cơ sở y tế Singapore chỉ định. Thì bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay Singapore cho phép là cái người sang tự xét nghiệm, và nếu mà xét nghiệm nhanh thì tự xét nghiệm nhanh, và nếu âm tính là được đi phép đi lại thoải mái. Người Nhật thì là thường là đi du lịch tập thể, mà tập thể thì bao giờ họ cũng đi qua các công ty lữ hành. Thì cái này tôi đề nghị là Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa nên có cái tiếp xúc với các đối tác, vận động các cái doanh nghiệp của chúng ta tiếp xúc các đối tác để chuẩn bị một cái kế hoạch dài hơi. Với Nhật là thường là họ nên có cái kế hoạch chuẩn bị từ 2 đến 3 tháng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, thông điệp lớn nhất của hội nghị là Việt Nam chính thức mở lại giao lưu, giao thương quốc tế từ ngày 15 tháng 3 như trước khi có dịch COVID-19, nhưng kèm theo một số giải pháp quản lý kiểm soát rủi ro, có biện pháp tối thiểu để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Phó Thủ tướng khẳng định, chính sách cấp thị thực nhập cảnh cho khách nước ngoài được áp dụng như khi chưa có dịch. Về kiểm soát y tế đối với du khách nhập cảnh, không có sự phân biệt với người Việt Nam. Visa điện tử thì tôi nói anh Vũ kiểm tra lại chắc không có một hạn chế nào khác so với trước cả. Thế còn tới đây thì chính phủ sẽ bàn mở rộng cái diện cấp visa điện tử để phù hợp với xu thế. Nhưng hôm nay thông điệp là quay lại như lúc chưa. Về visa là quay lại như lúc chưa có dịch. Thì câu chuyện đấy là mình làm. Cái câu chuyện thứ hai là mọi người quan tâm nhất là kiểm soát y tế. Thì tôi nói tinh thần của chính phủ, và trực tiếp là tôi đã họp nhiều lần và chỉ đạo, như tôi nói ban đầu là chúng ta sẽ không phân biệt người nước ngoài và người trong nước. Chia sẻ với những khó khăn chưa từng có của các doanh nghiệp du lịch, Phó Thủ tướng mong muốn cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, nhất là những doanh nghiệp lớn, cùng với người dân, cùng nhau khơi lại tinh thần sáng tạo để làm tốt hơn nữa các khâu xúc tiến, quảng bá, sản phẩm, tạo môi trường du lịch an toàn. Phó Thủ tướng cũng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của các cấp, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch, sự sẵn sàng của ngành du lịch Việt Nam, công tác mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế sẽ đạt được hiệu quả. Đến năm 2022 là một năm khởi sắc của du lịch Việt Nam.